nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế. Trong thời gian qua, Công ty Điện lực Đà Nẵng đã chú trọng đầu tư cơ sở hạ tầng, không ngừng nâng cao chất lượng dịch vụ tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp trên địa bàn thành phố, đảm bảo cấp điện ổn định, an toàn, liên tục là phương châm hàng đầu đưa Điện lực Đà Nẵng hướng đến nhằm hỗ trợ các doanh nghiệp yên tâm sản xuất vượt qua thời điểm khó khăn do COVID-19. Công ty trách nhiệm hữu hạn công nghiệp nhựa Jinhue chi nhánh Đà Nẵng là một trong những doanh nghiệp đang hoạt động tại khu công nghiệp Hòa Khánh, thành phố Đà Nẵng. Đơn vị này đánh giá cao chất lượng cung ứng điện của ngành điện thành phố trong thời gian qua. Doanh nghiệp này cho biết dây chuyền sản xuất đều phụ thuộc vào máy móc nên việc đảm bảo nguồn điện ổn định, an toàn là yếu tố quan trọng để các phân xưởng hoạt động xuyên suốt không bị gián đoạn. Điện lực Đà Nẵng luôn luôn thường xuyên có một cái tổ kiểm tra và cái đội đi xử lý rất là nhanh chóng. Và ngoài cái việc xử lý ra thì đã thường hay khắc phục nhanh để và doanh nghiệp ổn định sản xuất. Nửa đêm, nửa hôm, kể cả mùa mưa có sự cố xảy ra, đơn vị của Điện lực Đà Nẵng cũng là cái tổ kiểm tra rất là nhiệt tình. Xác định rõ khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng là nơi thu hút được nhiều doanh nghiệp trong và ngoài nước đầu tư sản xuất. Vì vậy, ngành điện thành phố đã đầu tư xây dựng lưới điện theo tiêu chí N1 nhằm nâng cao độ tin cậy cung cấp điện cho khu vực này. Các sự cố nếu có xảy ra đều được ngành điện xử lý kịp thời, nhanh chóng, không gây đình trệ tình hình sản xuất của doanh nghiệp. Hầu như là điện trong một năm vừa rồi là hầu như hoạt động là ổn định. Như trong từ hôm đầu năm tới giờ là chỉ có xảy ra có sự cố điện gì đúng một lần và khắc phục thì cũng rất là nhanh, tầm 1 đến 2 tiếng đồng hồ là nó có điện lại. Để mà đảm bảo thực hiện mục tiêu kép vừa chống dịch vừa phát triển kinh tế thì Công ty Điện lực Đà Nẵng đã có những phương án đảm bảo cấp điện cho thành phố nói chung và ưu tiên phục vụ cho sản xuất đối với doanh nghiệp tại các khu công nghiệp Đà Nẵng nói riêng, tăng cường cái tuần tra đối với đường dây cấp điện tại khu công nghiệp, phân bố lại phụ tải cho hợp lý, rồi hạn chế tối đa cái việc mà mất điện khi mà sửa chữa bảo dưỡng, thì sử dụng cái thi công lưới điện một cách áp dụng công nghệ sửa chữa nóng, rồi sử dụng trạm biến áp lưu động. Khi cần cắt điện để bảo dưỡng nâng cấp đường dây tại các khu công nghiệp thì công ty chúng tôi chỉ bố trí vào các ngày chủ nhật để giảm thiểu ảnh hưởng cho các doanh nghiệp. Theo báo cáo của Công ty Điện lực Đà Nẵng, trong những năm qua, trung bình mỗi năm đơn vị đầu tư 400 tỷ đồng để cải tạo, nâng cấp lưới điện nhằm bảo đảm cung cấp điện cho thành phố. Tính cả đầu tư của Tổng Công ty Điện lực Miền Trung và Công ty Truyền tải Điện 2, tổng vốn đầu tư mỗi năm khoảng gần 1.000 tỷ đồng. Trong đó, một phần nguồn lực dành để nâng cao chất lượng điện tại khu công nghệ cao và các khu công nghiệp. Trong tháng 5 và tháng 6 năm 2021, công ty đã thực hiện chương trình chăm sóc khách hàng mùa nắng nóng. Qua đó đã vệ sinh cách điện các cái trạm biến áp miễn phí tại các doanh nghiệp sản xuất trong khu công nghiệp, tăng cường lắp đặt các thiết bị phân đoạn, thiết bị liên lạc trên lưới điện trung áp tại các khu công nghiệp để kết nối điều khiển xa, đảm bảo độ tin cậy cấp điện ở mức cao nhất. Công ty cũng ứng dụng công nghệ thông tin hiện đại trong vận hành hệ thống điện nhằm đảm bảo chất lượng điện năng phục vụ tốt nhất cho các doanh nghiệp sản xuất ổn định trong mùa nắng nóng và phòng chống dịch COVID. Năm 2021, Điện lực Đà Nẵng tiếp tục đầu tư thực hiện các dự án trọng điểm như lắp thêm 2 trạm biến áp 110 kV Hòa Liên, 40 MV Ampere, khai thác đường dây 22 kV từ trạm biến áp Hòa Khánh 2 đến khu công nghệ cao và các dự án nâng cao độ tin cậy cung cấp điện khác. Các dự án sau khi hoàn thành bảo đảm cung ứng điện an toàn, liên tục, phục vụ doanh nghiệp và khả năng mở rộng quy mô của khu công nghệ cao trong thời gian đến.